Rồi, được rồi, xin chào cả nhà và các bạn nha. Đã quay trở lại với video tiếp theo nữa có được nha các bạn. Giờ được đang đi ra cái vườn. Lâu quá rồi cái khu vườn này được mới ra câu lại nè các bạn. Thì mong rằng bữa nay sẽ có thành quả mà không đạt cho các bạn xem nha. Hay sẵn cái rô, cái chê. Đó, khu vườn mít. Lâu quá mới ra đây các bạn ơi. Nước giờ bên đây chắc nó rồng khô rồi. Nè quý vị, cái dòng khô chắc câu được bên đây rồi, thì sẽ tranh thủ móc lỗ câu rồi quay cho các bạn xem nha. Rồi thì chào cả nhà, hôm nay đem theo bịch cắm tanh sớm bịch sơn của Lê Khuyến, nó còn giữ chiến thôi các bạn ơi. Rồi thì chào cả nhà nha, cả nhà nha. Vừa được đoạn ngay chỗ đống này, giống như đống mấy cây cù tôi có lấy xuống, giờ được mới cái tến cái phao của mình xong với lữ xong bạn, với mồi nó mình nhử xong cục mình bóp nhỏ nhỏ mình câu nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ xuống ngoài tại đây nha các bạn. Nguy hiểm lắm nha các bạn. Nước hơi cạn nè. Can các bạn ơi. Ủa. Yếu vậy. Một con. Bị đen hổm gài lâu quá mới gặp các bạn. Đó. Bạn thấy anh chạy mình theo mình. Rồi lấy cái bọc này đựng cá luôn bia. Rồi mình nướng làm mắm gần đây nè. Thôi thôi thôi. Thôi luôn ha. Bọc để luôn. Rồi. Giờ mình tiếp tục nha các bạn. Đó, đó, lụm luôn các bạn. Cá đang ăn nha các bạn. Mày này rồi xong luôn rồi. Dính góc luôn rồi các bạn ơi. Rồi giờ được sẽ qua cái lỗ khác nha cả nhà. Lỗ này là tự nhiên được chứ không có móc luôn á. Ơi ơi lụm luôn rồi các bạn ơi, lụm luôn rồi các bạn. Đó, đó. Mày thôi. Chơi kỳ không anh? Các bạn đang ngồi gì đó mà còn gì đó. Mày hả mày? Trời ơi kỳ ta. Con gì quá trời các bạn, có chơi hay gì ngon bạn ơi. Tìm quá tìm. Giống như cục chì nhỏ quá, nó không chìm cái phao này được á. Ê, ê, ê. Tới công chuyện rồi nè. Đó, con này gì mới ngon chứ. Ngon chứ không anh. Con nào nấy vậy bạn. Cái gô mùa mưa mù, à, cái không biết chắc nó ăn thế ăn nha. Hên xui. Cái gô mùa mưa mới sướng. Rồi lên cá nữa nha các bạn. Con cá trời ông quốc mình. Tưởng đứa con bự rút ghê quá. Thôi chậm giờ mình cái mình đi qua lỗ đằng kia các bạn. Ê, 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 lắc phao nha.
Rồi đi bạn ơi. Rồi lỗ con kia nha bạn. Chuẩn bị đi năng các bạn ơi. Chuẩn bị đi lụm liền. Rồi, ngon lành. Rồi, con nữa nha các bạn. Chỗ này bắt được ba cái chơi, hai cái rô các bạn. Chỗ đầu tiên được con cá chơi mà nó bị mất gốc. Rồi, đi tiếp bạn ơi. Xuống ngồi tiếp nha các bạn. Đó, cái rô lâu rồi các bạn ơi. Trời trời. Chơi kỳ. Ủa đang lâu quá nhả tha. Khôn với ông anh. Đó các bạn, đó các bạn. Gì mà sát rắc nè, phải bá gì đây hay sao? Nó có tương lai rồi. Trời ơi trời, hồng mít đi trời. Cái đô nhỏ. Đó. Nhỏ quá bạn ơi. Con này thôi bú rồi. Này, thả đi em ơi. Đi rồi, thôi thả bên đây đi. Con gì kỳ quá cả nhà ơi. Rồi, để tí xíu rồi sao giật mấy cái nó chạy tán lạc sà ngầu quá trời. Chiếc này được sẽ để lâu lâu các bạn, nó năng nữa đó các bạn, nó năng các bạn. Trời ơi cái gô, trời ơi cái gô này các bạn, đi cầm đi. Được rồi. Gớt, nó gớt đấy. Để thấp xuống, để thấp xuống. Đó, cái rô mồi nè cả nhà. À dạ, dạ, dạ. Nghe điện thoại, có điện thoại tắt luôn bạn ơi. Đó, thả chưa bạn, rô mồi nè, thịt không nè. Rồi, gỡ thêm đi. Đưa đây, đây. Nó năng đó các bạn. Nó lâu nhưng mà nãy giờ không dính. Cái gô nhỏ. Đây cái gô con nãy giờ phá mồi ta. Đó, đụng đi. Gô bự đâu hết rồi. Chề nút. Cá luôn hay gì các bạn ơi. Đó. Đó. Mày. Mày. Đang thù lùi luôn các bạn. Đó. Rồi sẽ gỡ thôi nha cả nhà. Cá chơi. Coi nằm cặp cá rô này coi. Hai con cho đẹp coi. Tức quá các bạn. Xúc tục tột đổ mà. Nó nó. Càng lúc thì dụng chứ nó. Đó, ta chơi. Rồi. Cảm xúc nào cho bằng các bạn ơi.
chạy nó tán lạc hết. Hay nó mày. Đụng trời ơi, ăn gì không chín. Uống. Càng nữa bạn. Ôi giời ơi. Trời ơi, quá nhanh quá nguy hiểm luôn bạn. Trời ơi, chưa được 3 giây nữa. Xuống cái thảy lên bờ luôn. Nó vô đồ vuông. Thứ già nữa mày. Nó vô đồ vuông. Hãy xuống làm cái dèo. Ghê thiệt chứ. Đó. Bà con nghe anh em. Lóc lóc đâu rồi. Ở đây chúng đây đi. Hoặc là móc vào kia. Rồi. Bự luôn bạn ơi. Chết cha. Trời ơi. Ừ, xảy luôn rồi, uống quá. Đây còn các bạn ơi. Còn cá bạn kia luôn nè các bạn. Ui ui. Ôi. Trời ơi. Ui ui. Hugovina. Hugovina. Quá trời cái đồ bự các bạn ơi. Đó. Đó các bạn. Ngon lành nha. Đó. Rồi sẽ gỡ luôn bạn ơi, cái cô đồ vuông. Nước mấy tiếng này còng kiếm mấy con lùn mài nó ngon thiệt. Hết sức uống cây hơi cũng được. Chờ cho nhiều. Đó. Đó. Chơi rồi mình sẽ qua lỗ bên kia lại nha cả nhà. Tiếp tục nha anh em. Đây. Hey, mới dở lên lại xét liền. Chín đi nha nè. Cái cô mời. Quá thôi con này nó mập rồi các bạn ơi. Đã bạn ơi. Nhấp nhấp lên táp luôn các bạn. Nó ngon ghê các bạn ơi. Hết sức. Hết sức cá rô đồng. Mập rồi cả nhà. Em thấy chưa. Không mấy nét được ta. Đó. Đây nét được đó. Ngon nè, thấy chưa? Rồi, tranh thủ rồi. Căng veo gì cũng có cá rô phi luôn, ghê thiệt. Đó. Còn cái giòn vậy. Muốn ăn luôn rồi. Trời ơi cái giòn vậy dính cá chê luôn. Ăn luôn nha các bạn.
Đó, căng nha cả nhà. Rồi Goofy. Hàng chi nãy giờ con kia thấy tét cái mét. Goofy luôn nha các bạn. Đó đó. Ăn thôi các bạn. Chơi cái gì các bạn ơi. Mặt cái chơi. Mình cá đang nghe anh em. Đó. Rồi sẽ gỡ thôi. Thấy giờ nó lâu cái phao của mình vậy đó. Ôi ơi, tự biêu, tự biêu. Mày hả mày, quá ngon cá luôn các bạn. Cầm lên đàng hoàng đi, cho ta xem. Đó, cá quá ngon luôn nha cả nhà. Rồi, gỡ đi em. Chỉ mới được thôi. Ủa phao của mày. Ôi nó sướng. Sớm là sảy con cũng gỡ bị lớn rồi bạn. Ôi nó đã bạn. Ôi con này cả nhà. Đó cái gô. Rừng thịt không à. Sướng thịt chứ các bạn. Đó. Ngon rồi, đẩy luôn. Đúng không? Đúng rồi. Bịt nữa. Bịt à. Hay để chậm chậm cho nó chắc để giật sớm nó xảy. Cái cổ họng nó luôn rồi. Ngoi ra được không? Cái đầu rồi trời. Tuốt lút chậm rồi sao? Cái gì ở đây? Kì đó, đó. Đừng nhấp đi ơi mày thằng bà ơi đâu rồi đó. Cái chơi lóc ở ngoài nào biết cái gô luôn cái chơi lóc ngoài ôm để cái bọc lóc ngoài hết trơn rồi hả treo bọc lên như này đủ nhậu cho được. Mày lúc hả mày? Bi, cầm nó Bi. Cái chê lứa mà.
này như chắc sảy luôn nè. Còn kiếm ăn được. Ăn con này kho tiêu mới ngon nè quý vị. Này, lắm không? Lắm nó đi cưng. Trời trời. Cái chơi nữa các bạn ơi. Lắc luôn. Thương diện mà thấy lâu đó các bạn thấy không? Không biết con gì luôn. Hàng kỹ trời. Góp mồi vui. Mày ăn chụp cái lử lại. Đó nè các bạn. Dễ mà. Đó. Lúc không mày. Thôi ôi, giật điên được rồi, hụt lắc rồi đó. Lỗ bên đây nữa là các bạn. Nãy giờ 5 lỗ à. Lỗ này lỗ thứ 5 nha các bạn. Cạn hiệu quá trời. Nó cặn queo luôn quý vị ơi. Trời ơi trời trời trời. Nó cá nhân ăn mà. Nó cá nhân ăn mà. Nó lúc vô đây luôn rồi các bạn ơi. Rồi lên cá này mà. Còn nữa nha. Đó, con gì lắm à. Trời ơi. Ủa? Đi câu cá mà tại nước cạn quá quý vị. Không có thấy mồi mình ăn được. Tức quá tức. Làm gì mới đen? Cái gì vậy? Vậy. Nha, sớm giờ làm được kiếm mấy cá rồi nè các bạn. Câu khoảng tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Nó có rô mà với cái chơi nha các bạn. Nó này có cá đãi khách rồi. Đó giờ được sẽ vô trong câu một lỗ thêm cục mồi nữa kiếm con hai con nữa nha anh em. Đó kiếm mấy phe ru nha các bạn, bánh mọc rồi đi, bánh mọc. Hà xuống. Hả? Để đắt luôn, để nó luôn. Đó. Rô cái chơi. Đen thùi lùi luôn. Đó các bạn. Rồi chào anh em nha. Rồi giờ ta đi về ngoài thôi các bạn.